Từ ngày 7 tháng 9 đến nay, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Hưng Yên đã dồn sức đồng lòng vừa phòng chống khắc phục thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra, vừa ứng phó với tình trạng mưa lũ ngập lụt gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân tại nhiều địa phương. Trong hoàn cảnh đó, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong cả nước đã có nhiều hoạt động nhằm kịp thời huy động nguồn lực giúp đỡ đồng bào các địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Thực hiện quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trên 32,5 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cấp để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Hưng Yên có 6 địa phương được Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông qua Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng cấp gạo gồm huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên, mỗi địa phương được cấp 9 tấn gạo, huyện Tiên Lữ được cấp trên 6,1 tấn, huyện Văn Giang được cấp 5 tấn, huyện Phù Cử được cấp trên 3,4 tấn và huyện Ân Thi được cấp 75 kg. Việc bàn giao nhận gạo cho 6 địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành trước ngày 20 tháng 9. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6 huyện, thành phố sẽ phân bổ đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách. Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục Thuế 26 tỉnh phía Bắc, trong đó có Hưng Yên, về việc hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ quy định tại các quy định của pháp luật về lĩnh vực thuế về miễn, giảm, gia hạn thuế, chính sách thuế, hỗ trợ tổ chức cá nhân doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 3 và mưa lũ sau bão, bao gồm triển khai quy định về pháp luật miễn giảm, gia hạn thuế, chính sách thuế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng do gặp thiên tai, triển khai các quy định pháp luật về miễn giảm, gia hạn thuế, phí lệ phí cho hộ, cá nhân, kinh doanh bị ảnh hưởng do gặp thiên tai. Người dân doanh nghiệp bị thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sẽ được giảm, miễn, gia hạn nhiều loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hộ cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2024. Hộ cá nhân kinh doanh chỉ cần nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2024 để được gia hạn nộp thuế. Cơn bão số 3 đi qua, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên có trên 300 hộ dân bị ảnh hưởng. Khi các hộ dân thuộc khu phố Bắc Lê Hồng Phong bị ngập sâu trong nước lũ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn cứu trợ đã hỗ trợ nhân dân sơ tán và hỗ trợ lương thực tạm thời đến tận tay 100% các hộ gia đình. Để có thêm nguồn lực, Mặt trận Tổ quốc phường đã ban hành kế hoạch vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 và lũ lụt gây ra. Cùng với đó, kịp thời thăm hỏi động viên, phân bổ nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ. Lũ lụt xảy ra thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã huy động mọi lực lượng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ vận chuyển cho bà con gia súc, gia cầm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng đã tiếp nhận rất nhiều các nguồn tài trợ để đảm bảo hỗ trợ 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đối với xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, bão lũ đi qua đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, cây ăn quả của người dân, nhất là đối với các ruộng trồng chuối, đu đủ, cây giống. Để hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kết hợp với cấp ủy chính quyền các thôn, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, bố trí lực lượng giúp người dân dọn dẹp sau bão lũ. Gia đình nhà tôi làm một mẫu mốt chuối, nhưng hiện tại giờ bão vùng thì nó hư hỏng hết. Dân tình toàn ra ngoài là dọn dẹp tuần nay thì quá là vất vả. Chúng tôi trong ban cấp ủy và các ban ngành đoàn thể đã tập trung vận động nhân dân khắc phục và cũng đến từng hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ dọn dẹp, rồi là hỗ trợ mì tôm, gạo. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi, đến ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 11 tỷ đồng từ các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, 25 tỷ đồng
từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác như là gạo, mì tôm, nước, sữa, bánh kẹo được chuyển đến Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở cái tổng hợp của các địa phương về nhu cầu cần sự hỗ trợ, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân, các tổ chức cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cũng đều quan tâm hướng về tỉnh Hưng Yên thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp để triển khai hỗ trợ đến đồng bào, đến nhân dân bị lũ lụt, lan tỏa cái tinh thần tương thân tương ái. Biến cố thiên tai đã làm mất mát nhiều thứ nhưng lại khơi thêm ngọn lửa đoàn kết tương trợ. Những việc làm thiết thực của hệ thống Mặt trận các cấp cùng các tổ chức đoàn thể những ngày qua trong toàn tỉnh đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, chung tay góp sức, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, cơ quan thường trực Ban Vận động Cứu trợ tỉnh, tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2024, các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh là trên 36 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Trong đó, Quỹ Cứu trợ Trung ương chuyển 25 tỷ đồng, vận động ủng hộ tại tỉnh 5 tỷ 577 triệu đồng. Các tỉnh Long An ủng hộ 1 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu ủng hộ 2 tỷ đồng, Hà Tĩnh ủng hộ 2 tỷ đồng, Thanh Hóa ủng hộ 500 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng, chuyển tiền ủng hộ về Quỹ Cứu trợ trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tiền ủng hộ Quỹ Cứu trợ tỉnh Hưng Yên chuyển vào tài khoản số 3761-0900-3820-91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên hoặc tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Phố Hiến. Tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, số tài khoản 102-119-6668. Ban liên lạc tướng lĩnh Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại buổi trao hỗ trợ, đại diện Ban liên lạc cho biết, cơn bão số 3 đi qua, nhiều địa phương ở Hưng Yên đã bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, Ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội mong muốn sẽ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Hội sẽ huy động các nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ cho người dân Hưng Yên.